Lại nữa, vì chân như của bốn niệm trụ bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của bốn niệm trụ bình đẳng. Vì chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo bình đẳng như vậy, hoặc chân như của bốn niệm trụ bình đẳng, hoặc chân như của bốn chánh đoạn, cho đến chân như của tám chi thánh đạo bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng, không hai không khác. Lại nữa, vì chân như của Thánh Đế khổ bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng, vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của Thánh Đế khổ bình đẳng. Vì chân như của Thánh Đế tập diệt đạo bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của Thánh Đế tập diệt đạo bình đẳng. Như vậy hoặc chân như của Thánh Đế khổ bình đẳng, hoặc chân như của Thánh Đế tập diệt đạo bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chân như bình đẳng, không hai không khác lại nữa vì chân như của bốn tịnh lự bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của bốn tịnh lự bình đẳng vì chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc bình đẳng như vậy hoặc chân như của bốn tịnh lự bình đẳng hoặc chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng Đều cùng một chân như bình đẳng, không hai, không khác Lại nữa, vì chân như của tám giải thoát bình đẳng, nên chân như của như lai bình đẳng Vì chân như của như lai bình đẳng, nên chân như của tám giải thoát bình đẳng Vì chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ bình đẳng, nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ bình đẳng. Như vậy hoặc chân như của 8 giải thoát bình đẳng, hoặc chân như của 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ bình đẳng, hoặc chân như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chân như bình đẳng, không hai không khác lại nữa vì chân như của pháp môn giải thoát không bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của pháp môn giải thoát không bình đẳng vì chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện bình đẳng như vậy hoặc chân như của pháp môn giải thoát không bình đẳng hoặc chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện bình đẳng hoặc chân như của Như Lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác